thứ ba thứ mẹ con đi học. Ba mẹ đi. Ba anh đi. Còn có bộ dí nữa. Mẹ hết đánh bài đi spa.
Có bây giờ lo gia đình không? Cái nhà này sắp tan nát rồi. Ghét cái nhà này. Anh ơi, hôm nay ông dám đánh tôi không? Ông về ngay lại thằng đi. Ông ơi, muốn thua rồi. Trời, sao đâu xui thôi. Còn nhiều trận mà, lo gì? Đúng rồi, thằng tép mất tôm sợ gì. Chị vừa màu gì vậy? Không có gì hay vậy. Không có gì phải không? Bốn thằng bảy các bạn. Giờ này chưa đi học nữa. Mày học cho lắm mà tắm mày cũng ở chuồng. Ê mà nè, tao cho mày cái này, mày cầm mày xài cho có với người ta. Mày đưa tao này làm gì trời? Thôi đã rồi, ngồi đây với tao luôn đi. Thôi, tối nay mày nhớ xin ba má mày á, uống cà phê tụi tao. Tụi tao nó công dụng cho mày biết. Ok. Kiếm bộ hồ sơ tốt nghiệp của tao, có gì đâu, ngủ đi. Ba, cuối tháng này trường có tổ chức đi chơi á, ba cho con với Mút đi luôn nha ba. Đi đâu? Dạ, đi Đà Lạt ba. Đà Lạt. Dạ. Được chưa? Còn có hơn ba. Nhưng mà cái này nhiều à? Mà khoan, nhớ nè, đi chơi, hai anh em đi chơi kỳ này về con phải thi đậu đại học cho ba. Tài chánh á để ba lo. Tại vì con á là con cả trong gia đình, ba mẹ luôn tin tưởng ở con, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Nhưng mà bây giờ ba mẹ cho con ra ngoài chút nha. Chút về cho tôi. Dạ dạ dạ. Thôi ba ăn đi, thưa mẹ ăn đi.
Cái này... Cái gì? Ông nói cho tôi đi. Ông trả lời tôi biết cái gì. Ngày hôm nay tụi mà ở cùng chung cái này hả? Trả lời tôi biết. Tại sao? Hả? Ông nói tôi nghe. Ông nói tôi nghe. Ông trả lời đi. Ngập ngừng không nói đúng không? Không trả lời nữa đúng không? Bắt đầu ra đi. Ông nhìn này. Cái gì? Cái gì đây? Xác đêm nay chưa? Mạnh dữ. Đủ rồi. Được lắm bạn. Đi ơi. Đi. Kêu anh mày nghe tụi tao mẹ. Anh hai muốn có nhà anh kiếm anh hai có gì không vậy? Thằng anh mày thiếu tiền tụi tao, kêu thằng anh mày ra gấp lẹ. Giờ tính mày tao hỏi một câu thôi nha, thằng anh mày có nhà hay không? Vậy tao cho nó khất thêm một phần nữa, nó mà không trả là liệu hồn của tụi tao. Không có tiền thì lợi hồn hai anh em mày. Ủa? Anh hai, nãy có mấy người đến kiếm anh hai á? Tao biết rồi. Chẳng quá. Giờ dân hồ nó kiếm nó hả Đằng? Anh nào có tiền cho tao mượn đỡ đi. Mày có đang thiếu tiền tao chưa trả.
ở đoàn mượn thêm nữa. Ê, hay là vậy, tối nay tao không biết, mày chỉ cần đi theo tụi tao, tao có ví dụ này cho mày, làm xong mày sẽ có số tiền mà được cầm, ok không? Bỉ rồi, chơi luôn. Alo, con nghe. Mẹ, mời con có chuyện muốn nói với mẹ nè mẹ. Rồi biết rồi, bao nhiêu triệu hả? Dạo này á, dạo này con thấy anh hai hay chơi cá độ đá banh mới 10. Rồi để cô ra liền, bây giờ ra cửa hàng thôi. Mẹ, trời ơi, con ơi, có chuyện gì nói với ba con á. Mẹ, mẹ đang bận nhiêu triệu, đi ra cửa hàng bây giờ. Thôi đi đi. Rồi ra cửa hàng đi. Mẹ, rồi. Mẹ. Con với ba cũng như không à. Đại ca Sơn dắt mũi mà nó vẫn không nhận ra. Chỉ có tiền thôi. Đúng rồi, nói được tiền thôi. Mà đúng thiệt, nó đúng ngu luôn á. Cô yếm lỗi tôi hả? Mày nói gì vậy? Mày biết khốn quá chi? Mày khốn quá chi? Mày khốn quá chi? Mày bỏ mày tụi tao đâu? Mày bị điên vậy? Khùng này, mày khùng, mày điên này, mày tôi đúng hẹn nha mày. Nhớ nha mày. Nhớ nha mày. Nhớ thằng nhóc. Ba mẹ có biết chuyện này chưa? Chuyện gì? Chuyện tới mức vậy mà ông còn giấu nó hả? Có cần tôi giúp việc không? Ủa mà ông có hẹn với tụi kia cái gì vậy? Tôi có hẹn gì đâu. Cái bà nhiều chuyện quá. Mày cố. Ủa, thế hồ, anh chủ đâu mà sao không có đi học vậy? Tôi muốn biết nữa, anh hai đâu tối qua giờ rồi. Chắc hắn ta lại cúp học, đi chơi với tụi mụ quỷ nữa rồi đó. Đúng rồi đó, cha nội đó chuyên gia cúp học với lại cái lũ binh kia không à. Hay không gặp mà nhớ người ta rồi. Vô duyên lo mà đi học đi kìa. Đúng rồi, đi lên đó. Đi nha. Nè, đi theo tao nè, đi xuống dưới nè. Cái gì bà? Đi nè, xuống dưới đây nè. Mày đi AD hay support vậy? Đi theo tao AD nè. Alo. Alo, Chí hả? Mày Chí không vậy? Ai vậy? Tao với anh nè, thằng anh bị đánh phía sau trường kìa. Đi nha, ra đi. Gì? Mày nói gì vậy? Ê mày, bây giờ tao có chuyện gấp. Lát nữa mày trả tiền nước giùm tao cái nha. Chị ơi, tính tiền chị ơi. Top. Được. Để chị top. Để mày thấy ngay rồi. Khi nào cũng được, bạch kim vậy. Ê, danh gọi mày. Mày nhìn tao đi, tao đang bận nè. Hello. Rồi tao đang ở quán cà phê của anh Sơn nè. Quay chơi. Cái gì? Mày nói cái gì? Rồi, để tao nói tụi nó. Ơi, Gia mới điện nó kêu là Mạnh Vũ á, nó hẹn với tụi giang hồ mày bảy lúc trống á, để đòi món nợ một bữa. Giờ tính sao mày? Ui, kệ đi mày ơi, quan tâm làm gì? Tụi Sơn nó còn là bạn mà. Đi cứu đi. Bạn, nhưng mà mạng ai nấy lo. Thôi, tao thấy dù sao mình cũng từng chơi nó mà. Nó đi chuyến này lành ít, dữ nhiều á. Đi cứu nó đi tụi bay. Thôi đi qua cứu nó đi. Đi theo ý mày đi. Ok. Bố ơi, cất láp giùm con nha. Thank you.
Đi nha. Dạ dạ không không. Nhưng mà nếu con không làm vậy thì nó chắc cũng không thay cho bọn con. Thôi được rồi con, bây giờ cái chuyện đó nó cũng qua rồi. Thì bác cũng mong là tụi con cố gắng sửa đổi. Mà bây giờ thấy như sau này mình trở thành một cái người dân tốt. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ mấy đứa tới đi chơi rồi. Mà sẵn tiện ngày hôm nay là cái ngày giỗ của thằng hai nó. Mấy đứa ngồi chơi, chút phải đi chợ. Là làm gì để thấy ăn cơm đồ này chứ nọ ha. Ngồi chơi. Thôi được rồi, bây giờ bà chị chuẩn bị đi chợ, tôi vô tôi lo nhà cửa này kia nào để hồi tiếp mấy cháu. Tôi biết rồi ông, khách quý làm sao tôi bỏ được, ông đi vô chuẩn bị đi. Nè, con ngồi chơi, hai đứa ngồi chơi chứ không, tôi vô rồi. Dạ. Rồi thưa bác. Chuyện gì vậy con? Con có hôm nay đến tìm đến đây, muốn chuyện với hai bác. Dạ, hồi xưa tụi nhóm con chơi với nhau rất là thân, nhưng mà hôm nay bạn Hưng với lại bạn Sơn đi du học rồi. Dù đó nhưng hai bạn vẫn nhớ ngày của cũ. Thì có một thành của. Thôi thôi con ơi, con cất đi, hai bác không nhận đâu. Tấm lòng của các con là chính, hả ông? Dạ, bác nhận cho tụi con vui lòng. Út, bạn tụi con tới chơi là được rồi, tại sao mà khách sáo gì vậy con? Hả? Dạ, tại vì thứ nhất á là tụi con hồi đó cũng chơi thân với nhau lắm ba. Rồi có mấy đứa đi du học mà nó cũng nhớ tới ngày giỗ của anh hai như vậy thì nó gửi quà thì con nghĩ là mình nên nhận cho tụi nó vui lòng nha ba. Bà thấy sao bà? Thôi thôi ông, mấy đứa nó như con cái mình trong nhà mà, ông nhận đi cho tụi nó vui. Dạ, bác cũng nhận cho tụi con vui lòng. Thôi được rồi, thì bây giờ là bà sẽ ghi nhận cái này và những lời thì bác cũng cảm ơn tụi con. Thôi được rồi, bây giờ bác sẽ nhận cái này, bác ghi nhận điều này. Và tụi con cứ tới đây chơi ha, rồi ngồi đây để mà dùng bữa cơm trong gia đình cho đảm bảo xíu ha. Rồi ngồi chơi, để tụi con ngồi chơi chứ không. Mà tụi con đi chợ thì tôi vô. Không đi vô thì khách quý sao tôi bỏ được. Nè các con, ở đây chơi với hai bác nha, dùng cơm đó. Hai bác đi chợ, nhanh lắm nha. Đứa nào bỏ về, hai bác giận nó nha. Ngồi đi đi, Út tiếp khách nha. Dạ dạ. Lâu không gặp lại tụi bay á. Nhớ cái hồi đó tụi mình đi học á. Cái tụi mình hay đi chung với nhau. Rồi có anh hai tao nữa. Nhớ mấy lần kiểm tra. Cái thằng Hưng, Hưng nó phá trong giờ học. Cái cô phạt. Anh hai cười cười, cái anh hai nhìn qua tao. Anh hai còn nói gì? Anh hai nói á là hôm nay á trong điều kiểm tra nó phá gì là thế nào đó, mấy cô làm đi phải nha. Tự nhiên nhắc vậy là nhớ tới anh hai quá. Con còn chỉ có qua rồi. Bây giờ như thế này mấy đứa mắt thấy là phúc nó cũng trưởng thành, nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi con. Mà bây giờ hai bác cũng còn như ngày xưa nữa. Bây giờ cuộc sống nó cũng đàng hoàng. Hai bác cũng mở quán cà phê, rồi hút nó phụ. Và nó trưởng thành rồi, bác cũng còn gắn. Và bác thấy tụi con tới đây thì bác nghĩ là tụi con cũng đã lớn và đã trưởng thành. Bác mong là tụi con phải cố gắng để mà sau này mình có cái người
chuẩn bị làm nam trình này. Dạ rồi ạ.